Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video thứ hai của ngày hôm nay, Thuyết xin chia sẻ có hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là Thuyết xin chia sẻ cái câu chuyện bác sĩ Trần đòi kiện cảnh sát Thái Lan ra tòa án quốc tế. Vâng, một người như bác sĩ Trần sẽ có thể có rất nhiều điều mà chúng ta có thể bất ngờ, có thể là nói rằng là đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ ngờ khác. Khi mà mọi người đều nghĩ rằng bác sĩ Trần đang là một tội phạm, nhưng bác vẫn tuyên bố hùng hồn rằng nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ không thả bác ra khỏi đồn cảnh sát ở Thái Lan thì bác sẽ kiện cảnh sát Canada ra tòa án quốc tế. Vâng, chỉ có những người hiểu luật pháp quốc tế đến từng chi tiết thì người ta mới có thể có những câu nói như vậy. Rõ ràng bác sĩ Trần biết được rằng trong luật pháp của mọi đất nước hầu như khi mà chưa có thể kết tội được người ta thì không thể nào có thể giam giữ người ta sau quá 48 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 2 ngày 2 đêm. Và chính hiểu được luật cho nên là bác sĩ Trần đã tuyên bố hùng hồn như vậy. Cái câu chuyện thứ hai mà Thuyết muốn chia sẻ là Thuyết sẽ đọc một lá thư của bác Nguyễn Minh Hương đến từ đất nước Mỹ với cái tựa đề là mong được chia sẻ cho cộng đồng mạng trong niềm vui trong video số 691 ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng như video trước, Thuyết thông tin một cái thông tin. Luật sư của bác sĩ Trần đang trên đường từ Canada sang đến Thái Lan. Và trong ngày hôm nay, khi mà các bạn đang ở Việt Nam đang theo dõi những video này, thì có lẽ là trong ngày hôm nay là luật sư của bác sĩ Trần sẽ tới Thái Lan. Và hiện tại khi luật sư của bác sĩ Trần chưa đến được Thái Lan, thì bác sĩ Trần đã tuyên bố với cảnh sát Thái Lan rằng phải thả tôi ra ngay lập tức. Và nếu sau 48 tiếng đồng hồ không thả tôi ra, tôi sẽ kiện cảnh sát Thái Lan ra tòa án quốc tế. Đây là câu nói hùng hồn của bác sĩ Trần. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan nói rằng chúng tôi làm theo luật pháp của chúng tôi. Chúng tôi làm việc theo luật pháp của đất nước Thái Lan chúng tôi. Và chúng tôi không bao giờ phải lo ngại trong cái vấn đề mà ông muốn kiện chúng tôi. Theo thông tin mới nhất từ anh Nguyễn Phi Long, thì anh Nguyễn Phi Long nói rằng bác sĩ Trần rất căng thẳng, có những cái cuộc đối thoại với cảnh sát khi cho rằng bác sĩ Trần không phải là tội phạm, cho nên là cảnh sát Thái Lan không được phép bắt sĩ Trần, không được giam giữ. Ở đây hiện tại như các bạn đang biết rằng là bác sĩ Trần đang bị quản thúc, mình không dám dùng cái từ giam giữ, quản thúc trong một cái đồn cảnh sát của Thái Lan. Bình thường những tội phạm khi mà bị bắt, chẳng hạn như bị bắt ở một cái chỗ khu vực nào đó, thì họ sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát ở khu vực đó, và sau khi hoàn thành cái thủ tục hỏi cung hồ sơ, tức là họ đã làm xong cái hồ sơ khi mà công an cảnh sát mà bên 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 không biết gọi là cái bên gì nhỉ, không phải là bên hình sự mà bên hỏi cung đó, bên điều tra. Khi mà cảnh sát điều tra họ làm xong nhiệm vụ điều tra vụ án xong thì họ sẽ đưa hồ sơ này lên trên cấp cao hơn, lên cái thẩm quyền cao hơn, và lúc đó thì chắc chắn cái người đó sẽ bị chuyển đi nhà tù khác, có nghĩa từ nhà tù cấp nhỏ thì sẽ lên cái nhà tù cấp cao, chẳng hạn như từ huyện thì sẽ lên tỉnh, và từ tỉnh có thể là đến những cái nhà tù gọi là chính quy. Đây là cái cách thức đất nước nào cũng vậy thôi. Thì hiện tại bác sĩ Trần đang ở đồn cảnh sát như các bạn. Thì trong thời gian này cảnh sát nói rằng chúng tôi ở đây là không phải là giam giữ ông, mà ở đây chỉ là vấn đề điều tra, trên là ông ở đây là để phục vụ điều tra. Thì bác sĩ Trần nói rằng các ông hoàn toàn không có quyền bắt tôi, bởi vì tôi vẫn phải cho tôi được tự do và ra ở bên ngoài khách sạn, và bất kể khi nào các ông cần đến cái sự điều tra của các ông thì các ông gọi tôi, và lúc đó tôi đến để coi như phục vụ cái hợp tác với công tác điều tra của các ông. Chứ còn thì các ông bây giờ giữ tôi ở đây thì có nghĩa là đã giam giữ người vô, tức là giam giữ người trái phép. Rõ ràng là cái lý luận của bác sĩ Trần rất là cứng, rất là cứng. Thì theo như anh Nguyễn Phi Long thì chính bản thân anh Nguyễn Phi Long đã kiện bác sĩ Trần về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân trong số 10 triệu đô la, mà chính bản thân anh ta là cái người đã coi như là cùng bác sĩ Trần đi nhận người, tức là đi nhận Ngân. Ấy, thực chất thì anh Nguyễn Phi Long này không được xem cái số tiền đó nó là như thế nào cả, bởi vì cái người mà chở bác sĩ Trần trên một chiếc xe taxi khác
mang theo một chiếc vali trong đó đựng 10 triệu đô la thì đó là một người khác chứ không phải là anh Nguyễn Phi Long. Anh Nguyễn Phi Long chỉ là có một cái nhiệm vụ, khi mà bên phía cái bọn bọn mà bắt cóc Ngân kia coi như là nó nhận được tiền, nó bảo là nó trao Ngân cho anh Nguyễn Phi Long rồi, thì anh Nguyễn Phi Long chỉ có biết là trở về khách sạn mà thôi. Thì ở đây anh Nguyễn Phi Long kiện về vấn đề đó, nhưng mà nói thật là cũng chưa đủ bằng chứng để nói rằng bác sĩ Trần là tự bắt cóc hay là do là cái bọn bắt cóc kia nó bắt cóc Ngân. Trong những cái lời bình luận của quý khán thính giả thì Thuyết cảm thấy có rất nhiều người ngộ nhận. Ngộ nhận cái điều gì vậy? Ngộ nhận ở đây là bác sĩ Trần đã bị bắt rồi và có thể bị tù lâu năm thế nọ thế kia. Nhưng thực ra chưa hẳn thế đâu các bạn. Bởi vì các bạn biết đó, nếu muốn bắt một người có nghĩa là trong cái công tác điều tra, khi mà phải kết tội họ được chính xác, họ nhận tội, họ ký vào biên bản rõ ràng, họ nhận cái tội đó. Ví dụ như tội coi như là muốn chiếm đoạt tiền của người khác chẳng hạn, họ phải ký nhận tất cả vào cái điều đó thì lúc đó mới gọi là tội phạm và lúc đó mới đưa đến nhà tù được. Hiện tại thì luật sư của bác sĩ Trần chuẩn bị tới nơi, và khi tới nơi rồi thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái màn gọi là đấu đá rất là hay giữa có thể luật sư của bác sĩ Trần và luật sư của Ngân nữa. Ở trong câu chuyện này, Thuyết cũng đang hy vọng làm sao đó để mà có ai chia sẻ. Bởi vì theo như Thuyết biết rằng là Hùng và Ngân đã mua vé máy bay, và khi Hùng và Ngân đi trở về Canada rồi thì ai là người chia sẻ đây? Trong khi đó thì nói thật với các bạn rằng anh Nguyễn Phi Long chỉ là các bạn hình dung ra như là cái người đứng ở bên ngoài thôi. Làm sao vào cuộc được? Khi mà hai luật sư họ làm việc với nhau với cảnh sát thì anh Nguyễn Phi Long đâu có thể ở trong đó được. Chỉ trừ những lúc mà người ta cần anh Nguyễn Phi Long mà hỏi về những cái điều mà trong cái vụ mà anh ta kiện bác sĩ Trần trong chuyện bắt cóc thì người ta gọi anh ta có mặt ở đó thôi. Còn ngoài những cái vấn đề đó thì những vấn đề khác liên quan đến tiền bạc, chuyển khoản ra sao, số tiền đó bây giờ ở đâu như thế nào thì rõ ràng không có người cung cấp thông tin. Ngay cả người của bà Hoàng Thị Yến đến đó chỉ là bảo vệ Ngân, không để cho bác sĩ Trần tiếp cận hoặc là đưa Ngân đi Trung Quốc hoặc là thế nọ thế kia thôi. Chứ còn thì những người của bà Hoàng Thị Yến cũng không làm được gì nhiều hơn. Mục đích của bà Hoàng Thị Yến là đưa Ngân đến bệnh viện, và hiện tại đã đưa được Ngân đến bệnh viện để làm sao các bác sĩ kiểm tra xem Ngân có bị bệnh gì hay không. Nếu mà Ngân đang mắc một cái căn bệnh gì đó và không làm chủ được bản thân, có nghĩa là sao? Có nghĩa số tiền đó là do bác sĩ Trần tự biên tự diễn, và đó chính là cái tội mà bác sĩ Trần đã lợi dụng cái uy tín của mình để lấy tiền rút ruột của Ngân. Đó. Còn thì nếu Ngân là một người bình thường không có bệnh tật gì thì bác sĩ Trần có khả năng vô tội. Đây là theo cách nhìn của Thuyết nhé, không thể chính xác 100%, đó còn phụ thuộc theo cái luật pháp ở bên đó, và cái thứ hai là hai luật sư của hai người đấu đá ra sao. Thì hiện nay bác sĩ Trần đang kêu gào cảnh sát là phải đưa trở mình về đến khách sạn đàng hoàng và phải có lời xin lỗi đối với bác sĩ Trần. Đó, bác sĩ Trần yêu cầu cảnh sát Thái Lan phải có lời xin lỗi công khai, thậm chí là công khai trên đại chúng. Vâng. Ở trong câu chuyện này thì nói thật các bạn là nó rất bao la bát ngát những cái thông tin và những cái giả thuyết. Mình cũng cảm thấy rằng trong những ngày vừa qua Thuyết chỉ khua chiêng đánh trống thôi chứ chẳng làm được cái gì cả. Cũng không khác gì một bạn tên là Ta Mương. Bạn này có rất nhiều những lời bình luận từ trước giờ, Thuyết đã theo dõi để ý những lời bình luận của bạn Ta Mương, bao giờ cũng có một cái gì đó gọi là mang cái tính chất đả phá Thuyết rất là kinh khủng. Hôm nay bạn có một câu như thế này, bạn ấy viết rằng cái ông Thuyết hâm này có đi Thái Lan thì chỉ có làm chật chỗ thiên hạ mà thôi. Vâng, xin cảm ơn bạn Ta Mương. Bạn nói rằng Thuyết mà đi Thái Lan chỉ làm chật chỗ thiên hạ. Nghe ra thì khi mà đọc lời bình luận này thì nếu các bạn là chủ một cái kênh thì sẽ có rất nhiều người, có 99% người ta sẽ xóa cái lời bình luận của bạn, hoặc thậm chí là chặn cái lời bình luận của bạn, bởi vì không mang một cái tính chất tích cực, đúng không ạ? Nhưng mà Thuyết thì không làm vậy. Thuyết chỉ biết cảm ơn bạn rất nhiều. Lý do tại sao vậy? Lý do thì nghe có vẻ rất là không đúng thực tế, và có vẻ có chút và để coi như là làm giảm đi cái lòng tự trọng của Thuyết. Nhưng mà xét ra thực tế thì đúng là như vậy. Thực tế ở đây nếu Thuyết đi Thái Lan thì đúng chỉ là chật chỗ thôi. Đúng như bạn ấy nói, chật chỗ chẳng làm được gì. Bởi vì Thuyết làm được cái gì đây? Khi cảnh sát coi như chứng minh là ông có quyền gì mà để coi như đưa vợ người ta trở về Canada thì Thuyết cũng chẳng làm được cái gì, đúng không ạ? Mà chỉ có sinh viên Hùng với cái tư cách rằng là tôi đã là như là chồng của Ngân, có con với nhau, có đi thử máu đây, giấy khai sinh của con cái đây, đúng không ạ? Và bây giờ Ngân đang bệnh tật thì coi như tôi đưa Ngân trở về Canada, thế thì mới có được, đúng không ạ?
Chứ còn thuyết đi thì đúng là như bạn Tam Hương nói, đúng là chỉ có chật chỗ thiên hạ mà thôi. Một cái thông tin khác cũng liên quan tới câu chuyện ở Thái Lan, có nghĩa là Ngân liên tục hỏi thông tin về bác sĩ Trần, tại sao bác sĩ Trần đi đâu rồi mà tại sao lại đưa tôi đến bệnh viện khám xét như thế này. Ngân luôn mồm nhắc đến tên bác sĩ Trần và rất nhớ mong bác sĩ Trần. Đấy. Trong khi đó thì ở bên kia bác sĩ Trần đòi thả tự do và cũng yêu cầu rằng là đưa Ngân trở lại với bác sĩ Trần. Hai người có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ các bạn ạ. Mặc dù họ không ở với nhau nhưng trái tim của họ có vẻ như đã dành toàn bộ cho nhau. Có nghĩa mới xa nhau một chút thôi nhưng hai người đều ở hai nơi đều nhắc tên với nhau và đều muốn được coi như ở gần nhau. Đây là một cái điều mà thật sự là không ai nghĩ đến trước được. Không biết là Ngân đã không biết là ở đây là có bị bùa gì hay không. Bởi vì nếu mà bị bùa thì luôn luôn nhớ về cái người đó thôi, cái người mà cho đánh bùa đúng không ạ? Bác sĩ bây giờ hiện tại vẫn chưa tìm ra Ngân có bệnh bệnh gì cả. Mà Ngân thì cảm thấy chúng ta chỉ hình dung ra như một cái người đàn bà mà nó như là bị mất hồn mất vía, có nghĩa là con người thật của Ngân bây giờ nó không phải như trước nữa rồi. Đây là cái theo như thông tin mà Thuyết biết được không phải qua anh Phi Long nữa mà qua một số nguồn tin khác của những cái bên phía bà Hoàng Thị Yến là nói với Thuyết như vậy. Bởi vì chính Sinh Hùng cũng đang là cái người tức là ở viện thì ít mà cậu ta lo cho công việc là nhiều. Lo cho công việc ở đây là cái gì đây các bạn biết không? Gặp luật sư củng cố tất cả các hồ sơ, không biết luật sư và Sinh Viên Hùng làm việc với nhau với những cái gì, cộng với lại làm việc với bên cảnh sát nữa. Cho nên ở đây là Sinh Viên Hùng chỉ coi như thỉnh thoảng lướt vào bệnh viện để hỏi xem và tình hình sức khỏe của Ngân như thế nào và động viên Ngân thôi. Còn thì cậu ta cơ bản đang đi làm việc. Có lẽ tất cả mọi cái này nói thật các bạn là do sự chỉ đạo của bà Hoàng Thị Yến. Bởi vì ở đây các bạn biết rằng là chỉ có bà Hoàng Thị Yến mới hiểu được luật. Có thể bà đã nghiên cứu kỹ luật ở Thái Lan như thế nào đó và cái câu chuyện mà diễn ra tại Thái Lan giữa bác sĩ Trần và Ngân, chuyện tiền bạc đó nó như thế nào thì phải làm cách nào để giúp luật sư của Ngân có thể đưa bác sĩ Trần vào tù. Đây chính là cái vấn đề mà bên phía bà Hoàng Thị Yến muốn Sinh Viên Hùng làm như vậy. Thì ở đây Thuyết chỉ biết vậy thôi. Còn cái vấn đề Sinh Viên Hùng muốn đưa bác sĩ Trần vào tù hay không và muốn coi như là làm sao đó chứng minh cho mình không phải vì chuyện vì tiền bạc, không phải là vì mình muốn lấy cái số tiền đó mà chỉ là muốn chứng minh rằng là đưa cái người mẹ này để trở về với hai đứa con của mình mà thôi. Ở đây rõ ràng là Sinh Viên Hùng đi với cái mục đích như vậy các bạn. Chứ cậu ta không có cái tư tưởng là đi để đưa bác sĩ Trần vào tù mà đi để mang Ngân trở về với hai đứa con. Còn cậu ta cố né tránh chuyện tiền, Thuyết hiểu cái tâm ý của Sinh Viên Hùng. Trong câu chuyện mê Ngân vẫn không tỉnh táo được như này, có rất nhiều người nói rằng Ngân đã bị trúng thuốc mê gì đó, nhưng mà nói thật các bạn, Thuyết cũng chưa từng thấy cái loại thuốc mê nào mà trong mấy ngày rồi mà Ngân vẫn ở trong tình trạng như vậy, có nghĩa là 2 ngày đúng không ạ? Ý của Thuyết muốn nói rằng Ngân và bác sĩ Trần xa nhau ngày hôm nay là sang ngày thứ hai rồi. Là sao đây? Có nghĩa nếu mà Ngân ở gần bác sĩ Trần thì có thể là nói rằng ồ người ta ở gần nhau như vậy và lúc nào Ngân cũng bị khống chế là do thuốc. Còn bây giờ đã gần xa bác sĩ Trần 2 ngày thì rõ ràng là bác sĩ Trần không có thuốc để cho Ngân uống nữa thì Ngân phải tỉnh táo nhưng hiện tại thì vẫn chưa chưa tỉnh táo một chút nào. Ngày hôm qua khi mà nghe cái thông tin Sinh Viên Hùng sang đó và cứu được Ngân như vậy, có rất nhiều người khóc, có những người coi như là cảm giác rằng chính bản thân mình là người đang ở trong cuộc và khóc như một kẻ điên. Trong những cái người đó chính là một bạn tên là Thủy Phạm đã có những cái cảm xúc như vậy. Bạn ấy viết như thế này: "Em mừng quá anh Thuyết ơi, mừng không cả cầm được nước mắt. Mấy ngày nay em không làm được gì, quá thương Ngân, kêu trời không được, kêu đất cũng không ai giúp. Cứ mỗi sáng để ra, em cứ cầu xin trời Phật cho Ngân đừng có chuyện gì. Chỉ biết xin cô Hoàng Thị Yến thương cho Ngân, giúp đỡ cho Ngân mà thôi. Không biết em nghe anh Thuyết nói có thật hay không, hay là mình chỉ nằm mơ. Mấy ngày Hùng đi vắng, trong đầu của mình nghĩ Hùng đi Thái Lan để cứu Ngân, bây giờ đã là sự thật. Mình mừng quá, mình khóc rất to tiếng, y như là mình bị khùng rồi. Các bạn ơi, Hùng ơi cố gắng lên, đừng sợ, đừng cho ông Trần đến gần Ngân nữa, tách xa ông Trần ra. Hùng xử sự như một người lớn trưởng thành, không để thua ông Trần nữa. Hùng đã lớn rồi, có con rồi. Bấy lâu nay Hùng lùi bước nhịn nhục ông Trần, nên ông Trần mới nản tới, mới chiếm được Ngân. Bây giờ mình không sợ nữa, bên Hùng có cô Yến và tất cả mọi người ở bên cạnh Hùng.
Hùng phải cẩn thận chứ không ông Trần chụp thuốc mê như trước kia. Ông Trần nói gì nghe đó nữa. Chuyện chưa đâu vào mấy đâu mà em mừng quá anh Thuyết. Và chị Ái Khanh ơi, em và người trên cả thế giới này đều mong muốn pháp luật nước nào cũng được phải làm sao cho sáng tỏ từng chuyện một mà ông Trần đã ra tay, kể cả những người liên quan tới ông Trần và cả Ngọc Bích nữa. Ngọc Bích là tay chân của ông Trần, mọi người hãy cẩn thận khi Ngọc Bích đến nhà. Mình rất cảm ơn vợ chồng cô Yến, Ái Khanh cùng anh Thuyết và tất cả mọi người trên thế giới này giúp đỡ Hùng Ngân và cháu Nhẫn tai qua nạn khỏi. Mình xin cảm ơn rất rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn Thủy Phạm. Các bạn biết đó, rất nhiều người khi mà nghe thông tin là Ngân được Hùng đưa sang để chuẩn bị đưa về Canada thì mừng rơi nước mắt. Tâm lý của tất cả mọi người đều thương Ngân, đúng không ạ? Mặc dù Ngân đi với bác sĩ Trần như vậy, có rất nhiều người bực bội thế nọ thế kia, nhưng mà bực thì bực đó, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương, bởi vì biết rằng là chính Ngân là bị một cái gì đó chứ không phải là do tự Ngân coi như là muốn như vậy. Có nghĩa Ngân bị động chứ không phải là người chủ động. Cho nên là trong cái vấn đề này thì rất nhiều người thương Ngân. Thương đến mức độ mà như anh Nguyễn Quốc Sáng nói đấy. Đến lúc nào đêm nào anh cũng mơ tới hai đứa con của Ngân khóc. Khóc và đòi bú sữa. Tức là thương Ngân và mong muốn Ngân trở về với hai đứa con của mình. Trong lời bình này, bạn Phạm Thủy mong muốn là pháp luật của Thái Lan, của các nước đấy làm thật sáng tỏ từng chuyện. Thực ra ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà chuyện này theo Thuyết nghĩ nó còn rất nhiều điều có thể liên quan. Trên đời này các bạn biết đó, tiền bạc có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhất là trong tay có nhiều tiền như bác sĩ Trần thì họ có những luật sư giỏi. Và khi họ có luật sư giỏi thì họ có thể thay đổi, có thể là đổi trắng thay đen các bạn. Luật sư trên thế giới có rất nhiều người giỏi và họ cãi. Họ cãi từ đen thành trắng, từ trắng thành đen và kết hợp với cả tiền nữa các bạn. Đấy. Bây giờ chẳng hạn như là cái ông, các bạn hình dung đi, như là một cái ông ví dụ như bây giờ ở cái chỗ mà bác sĩ Trần đang bị giam ở cái chỗ đồn cảnh sát đó. Mà bây giờ ví dụ như luật sư của bác sĩ Trần hoặc là bác sĩ Trần nói với luật sư là cho ông ta một cái số lượng tiền lớn lớn chẳng hạn như vậy. Thì các bạn nghĩ như nào? Rất là khó đấy các bạn. Nó có nhiều điều để tiền giải quyết, tiền người ta hối lộ. Và những người có cái quyền hành trong tay á, người ta sẽ có thể sẽ bị đồng tiền lay chuyển đó. Có thể là người ta đang muốn làm như này đây, nhưng vì đồng tiền nó lớn quá, người ta sẽ có thể là làm trái lương tâm của người ta. Chuyện này nó xảy ra rất là ở đời thường rất rất nhiều. Mình hy vọng rằng những lời bình luận của bạn Thủy Phạm cũng như của mọi người, tức là làm sao đó luật pháp nghiêm minh, những kẻ có tội thì sẽ bị trừng trị và những người mà vô tội thì sẽ được giải oan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên kênh Định Cư Canada của chúng ta có rất rất nhiều người theo dõi. Hầu như là trên ở đất nước nào cũng có, đúng không ạ? Không ít thì nhiều. Tất nhiên là người Việt Nam ta là ở tại đất nước thì nhiều nhất rồi. Ngoài ra thì còn ở rất nhiều người ở Mỹ, ở Pháp, ở các nước khác khác nhau. Thì Thuyết cũng muốn nói rằng người Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều người đi theo đạo giáo khác nhau. Thì ở đây đạo giáo, bất cứ đạo giáo nào thì cũng hướng tới cái con người của người ta làm điều thiện. Thì ví dụ như là trong đạo Phật giáo chẳng hạn, hoặc là các bạn biết đó, như là thầy Thích Minh Tuệ đang đi theo một cái gọi là đi tu theo một cái hạnh gọi là hạnh Đầu Đà, hoặc là những các cha linh mục đang đi tu hành ở trong cái đạo gọi là đạo Thiên Chúa giáo, thì tất cả đều là hướng thiện, hướng con người ta tới cái điều thiện, làm điều thiện trong cuộc đời. Thì trong cái lá thư của một bác tên là Nguyễn Hương Minh hôm nay muốn chia sẻ cho chúng ta về một cái câu chuyện, về một cái lời của Chúa, và thông qua linh mục Nguyễn Sang và cha Nguyễn Sang là cái người để đi giao giảng cái lời Chúa tới nhân gian, và cha mang tới cho coi như chúng ta một cái bài hát gọi là ở đây cái bài hát là bài ca hòa bình. Thì Thuyết đã xem qua cái lời lá thư này và lời bài hát này, thì Thuyết thấy rằng là tất cả những lời bài hát và trong cái ở bên công giáo đó, thì trong những lời bài hát đó họ đều muốn tha thứ tất cả mọi tội lỗi của mỗi con người. Chẳng hạn như trong đạo Thiên Chúa giáo, như Thuyết biết, những người mà chẳng hạn họ đã vi phạm về cái tội gì đó, chẳng hạn họ làm những điều gì không tốt, ví dụ như bác sĩ Trần chẳng hạn, thì chẳng hạn như đi theo đạo công giáo thì họ sẽ đến với cha và họ sẽ xưng tội, họ kể những cái tội lỗi
lỗi đó với Cha và để làm sao Cha cầu nguyện với Thiên Chúa, với Đức Chúa Trời để làm sao giảm tội cho bạn và xóa cái tội lỗi đó cho bạn. Thì trong tất cả mọi chuyện ở trên cuộc đời này, ở bên đạo đạo cũng vậy, họ sẽ sẵn sàng vị tha và tha thứ cho bạn. Trong câu chuyện này, liệu rằng Chúa Trời có tha thứ cho bác sĩ Trần hay không, nếu bác sĩ Trần có tội? Và nếu theo như bên Phật Pháp, như là bên theo cái thuyết nhân quả của đạo nhà Phật, thì bác sĩ Trần có bị trừng trị hay không, hay là ở trời đất sẽ tha thứ tội cho bác sĩ Trần? Thì ở đây Thuyết sẽ xin chia sẻ lá thư của bác Nguyễn Minh Hương đến từ đất nước Mỹ. Vì kênh của Thuyết và cộng đồng mạng đã cùng nhau đóng góp và lòng để giải quyết mọi sự việc giống y chang như lời bài hát này. Cảm ơn Thuyết rất nhiều. Không có kênh của Thuyết thì không có ngày hôm nay. Mọi người trong cuộc sẽ có thể tràn trề hy vọng tìm lại được sự công bằng. Lời của bài hát dưới đây được phỏng theo lời nguyện cầu và cũng là cách sống suốt cả cuộc đời của Thánh Francisco thành Assisi nước Ý, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1181, mất ngày 3 tháng 1 năm 1226. Cha của Francisco là ông Belladole, một thương gia giàu có chuyên xuất nhập cảng hàng vải vóc tơ lụa. Mẹ của Francisco là bà Pica, quê ở Provence, nước Pháp, là một phụ nữ hiền từ và đạo đức. Bẩm sinh, Francisco có tính cao thượng trong sáng, tế nhị, lại thích thơ nhạc và có khiếu thẩm mỹ. Nhưng Francisco đã buông bỏ tất cả tham sân si, lúc khởi đầu đã đi khảnh khất, tìm kiếm thêm những người bạn cùng chí hướng. Thầy Thích Minh Tuệ cũng như vậy. Những người theo đạo Công giáo như gia đình mình hay hát bài "Xin cho con trở lên dụng cụ bình an của Chúa", hay còn gọi là bài hát "Bài ca hòa bình", mỗi khi gặp gian nan thử thách đủ mọi loại để xin giúp cho mình phản ứng đẹp trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Vâng, và sau đây là lời bài hát "Bài ca hòa bình" mà của bác Nguyễn Hương Minh đã gửi tới cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa nhân từ, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn nỗi ngầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tăm tối, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người an ủi, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ lá thư và lời bài hát "Bài ca hòa bình" của bác Nguyễn Minh Hương đã gửi cho chúng ta. Các bạn biết đó, ở trong lời bài hát này nó có những cái câu như là: để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn nỗi nằm. Theo Thuyết hiểu, trong cái tất cả mọi cái sự oán thù ở trên cuộc đời này, rồi những cái nơi năng nhục tranh chấp lỗi lầm ở trên cuộc đời này nó rất nhiều. Trong câu chuyện tình chúng ta đang theo dõi diễn ra ở xứ sở La Phong và bây giờ đưa sang đến tận cả châu Á, Thái Lan, một đất nước rất gần của Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy đó, nó có những sự thù oán, những sự lăng nhục, những sự tranh chấp, những sự lỗi lầm, và tất cả đều do những con người chúng ta gây ra. Vâng, và bác Nguyễn Minh Hương muốn truyền dạy lời Chúa, lời bài hát, bài ca hòa bình để làm sao? Để chúng ta vì cái lời ca, vì cái bài hát hòa bình này, chúng ta có thể hóa thân thành những Thiên Chúa nhỏ để mà xóa đi những cái oán thù, đem yêu thương vào những oán thù mà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những người mà nghe lời Chúa, đi theo Chúa thì họ không muốn là để bác sĩ Trần vào thù.
không muốn để bác sĩ Trần vào tù, không muốn để bác sĩ Trần phải chịu những cái lỗi lầm, những cái sự khổ đau mà do lỗi lầm của bác gây lên. Các bạn biết đó, đem yêu thương vào nơi oán thù mà. Có nghĩa là sao? Dù oán thù nhau như thế nào đi chăng nữa thì cái tình yêu thương của con người, của Đức Chúa với chúng ta cũng sẽ là vĩnh cửu. Tất cả chúng ta hãy xóa bỏ đi những hận thù và coi như là tha thứ cho nhau, an hòa vào những cái chân lý. Các bạn thấy không? Có nghĩa là có rất rất nhiều người muốn rằng là lấy một cái sự công bằng, trả lại cho Ngân, trả lại cho Sinh với Thùng, và những kẻ gây ra cái điều đó chính như là bác sĩ Trần thì phải vào tù, sẽ phải bị trừng trị. Nhưng lời Thiên Chúa thì không muốn chúng ta làm như vậy. Và chúng ta hãy lấy cái sự yêu thương để trả cái sự oán thù, cũng không khác gì là trong đạo nhà Phật lấy ân mà trả oán, chứ không thể lấy oán ân oán mãi thì không đến bao giờ, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ trả hết các bạn. Nhưng khi chúng ta lấy ân trả oán á, thì tự nhiên xóa sạch hận thù. Các bạn thấy cái câu chuyện của bác sĩ Trần á, hai người thanh niên đã đánh gãy chân bác sĩ Trần. Nhưng thay vì kiện hai sinh viên này, hai người đàn ông này để cho hai thanh niên này vào tù, thì bác sĩ Trần đã mở rộng lòng từ bi, đã cầu xin cảnh sát không cho họ vào tù nữa, và còn giúp đỡ họ nữa. Và tự nhiên từ cái oán đó, bác sĩ Trần lấy ân trả oán, thì tự nhiên từ hai cái người này là kẻ thù, tự nhiên biến thành những người bạn đối với bác sĩ Trần. Thì đấy là một cái điều mà Thuyết cảm thấy nó rất là ok. Có nghĩa là sao? Chúng ta hãy dùng cái lòng vị tha, tha thứ cho nhau. Nói thật các bạn là Thuyết cũng không muốn bác sĩ Trần vào tù. Có thể điều này sẽ khiến cho nhiều bạn thất vọng, nhưng mà Thuyết luôn luôn muốn tha thứ. Ở trong cuộc đời người ai cũng có những lỗi lầm, và khi họ biết quay đầu rồi thì chúng ta nên mở rộng lòng từ bi, tha thứ cho họ. Chẳng hạn bây giờ theo cái luật pháp ở Thái Lan, mình cũng không biết rõ luật pháp ở Thái Lan nó như thế nào, nhưng chẳng hạn bây giờ với cái tội danh như vậy, bác sĩ Trần phải đi tù 10 năm chẳng hạn, thì bây giờ 72 tuổi rồi, 82 tuổi mới được ra khỏi tù, thì lúc đó không biết là bác sĩ Trần còn sống được hay không nữa, và những ngày tháng đó thì không biết như thế nào với cuộc đời của một con người. Thay bằng vì cái điều đó thì mở rộng lòng từ bi để cho bác sĩ Trần trở về, có thể là trở về mang cái tình thương yêu đến với những đứa con của mình. Ở đây các bạn biết rằng Trần Chân đang khao khát người cha của mình từ Thái Lan trở về Canada, để hàng ngày cậu ta có thể vui vẩy bên người cha, để được cha đưa đẩy cái chiếc xe những cái ngày tháng cuối đời. Rồi thằng bé Huy 6 tuổi cũng rất cần một cái bàn tay nâng đỡ của một người cha, có thể dạy nó những tiếng đàn, có thể dạy nó những bài thơ, có thể dạy nó học bơi, rồi thì dạy nó học cách làm người. Rất rất cần đến một bàn tay nâng đỡ của một người cha. Các bạn biết đó, khi mà một đứa bé thiếu cha hoặc thiếu mẹ thì nó bị thiếu thốn. Nếu bác sĩ Trần vào tù, những đứa trẻ đó lớn lên nó cũng cảm thấy nó sẽ bị mặc cảm với cuộc đời khi thấy có một người cha như vậy, và chính có thể cuộc đời của nó sẽ bước sang một cái trang khác. Chúng nó có thể không trở thành những người giúp ích cho xã hội, và chúng nó có thể trở thành những cái người mà để cho xã hội phải đau đầu, chẳng hạn như là trở thành những tội phạm chẳng hạn. Nhưng nếu mà chúng ta có thể tha thứ được cho bác sĩ Trần, ví dụ luật pháp có thể tha thứ được chăng nữa, và bác sĩ Trần biết quay đầu trở lại và đón nhận những tình yêu thương của mọi người, và làm lại trong cái vấn đề đối xử tốt với những người thân của mình, như là bà Lý Hương, như là Phạm Hoa và những đứa con rơi con vãi của mình, và kết nối được với tất cả những cái điều, những cái người mà trước đây đã từng ghét mình đã trở thành yêu thương lại, thì tự nhiên cuộc đời của bác sĩ Trần khác, và những số phận của đứa bé con cái của bác sĩ Trần cũng có thể sẽ khác. Vâng, thú thật với các bạn rằng Thuyết đã đọc gần như tất cả những cái lời bình luận của quý khán thính giả trên kênh vào ngày hôm qua, thì Thuyết chưa thấy có một lời bình luận nào ủng hộ bác sĩ Trần. Có nghĩa là ở đây cái từ ủng hộ nó không chính xác, có nghĩa là không có một lời bình luận nào nói để tha thứ cho bác sĩ Trần cả. Ở đây có thể chúng ta vẫn chưa được học được hết cái lòng vị tha. Khi mà chúng ta có một cái lòng vị tha thì chúng ta cảm thấy con người của chúng ta rất là nhẹ nhõm, sống nó rất là vui vẻ. Chẳng hạn như là bác sĩ Trần có lỗi với Ngân, và Ngân là một và luật pháp là hai, tha thứ cho bác sĩ Trần, thì tự nhiên ví dụ như Ngân và Sinh Viên Hùng tha thứ cho bác sĩ Trần, thì tự nhiên bản thân Ngân và bản thân lòng dạ của Sinh Viên Hùng cũng cảm thấy rất là an vui. Còn thì nếu mà cố dồn bác sĩ Trần để cho đi tù thật lâu, để cho bác sĩ Trần cuộc đời tăm tối trong ngục tù, thì tự nhiên các bạn cũng chẳng sung sướng gì, đúng không ạ?
Cho nên là tất cả những cái lời bình luận hầu như là đều nói rằng phải trừng trị những cái kẻ mà đã làm những cái điều ác độc như vậy, phải trừng trị cho nó, bởi vì đó là sự công bằng. Nếu thật sự bác sĩ Trần là người lấy cái số tiền của Ngân thế, Thuyết chỉ mong làm sao bây giờ bác sĩ Trần trả lại cho Ngân là một này. Cái thứ hai là công khai xin lỗi tất cả mọi mọi người ấy, và làm lại cái cuộc đời. Như vậy là Thuyết cảm thấy nó ok nhất. Chúng ta có hình dung ra cái cảnh mà ví dụ như thằng Huy nó đi đâu cũng vậy, ví dụ ai hỏi nó bảo cha con đâu rồi, lúc đó nó bây giờ nó 6 tuổi đúng không ạ, một vài năm nữa nó hiểu biết hơn, độ khoảng 9-10 tuổi chẳng hạn, nó biết rằng cha nó đang đi tù ở bên Thái Lan chẳng hạn, nó lúc đấy nó sẽ không dám nói với mọi người là cha nó đi tù, và lúc đó chính bản thân nó mặc cảm, nó không muốn dám tiếp xúc với mọi người đời nữa, và bản thân nó tự nhiên là tự ti, và có thể nó mắc một cái căn bệnh tương tự như cái căn bệnh trầm cảm, đó có thể là một cái căn bệnh mà gọi là tự kỷ đúng không ạ, tức là nó không muốn tiếp xúc tất cả mọi người bởi vì cái hoàn cảnh của nó như vậy, nó có một người cha như vậy, đi đâu nó cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn nữa, thì cái điều đó cũng không khác gì cái câu nói mà đời cha ăn mặn đời con khát nước đúng không ạ. Cũng như bạn Thủy Phạm, bạn không mong muốn cái điều đó xảy ra, tức là bạn không mong muốn Trần Chân phải mất cha và Trần Chân phải khổ sở, cũng như thằng Huy nó phải khổ sở khi vì nghĩ về cha đó. Các bạn cứ hình dung ra xem, nếu mà có một người cha đi tù thì các bạn sẽ như thế nào? Khi đi ra bên ngoài, người ta nói rằng ô cái cha của thằng này, bố của thằng này đi có lừa đảo người ta, đi dồn người ta đến con đường cùng, lấy hết bao nhiêu tiền bạc của người ta, bây giờ bị tù bị đày thế thì coi như phải chịu đựng, phải chịu những hình phạt như thế là xứng đáng. Đời cha ăn mặn đời con khác nước, rồi các con các cái rồi sau này cũng đi tù đi đày. Ví dụ các bạn nghe được những lời của thiên hạ nói như vậy thì các bạn sẽ nghĩ sao? Cho nên là ý của Thuyết ở đây muốn nói rằng nếu chúng ta học được cái cách là gọi là vị tha, tức là tha thứ cho mọi người, cũng như lời của Chúa dạy, như là bác Nguyễn Minh Hương đã viết lời bài ca hòa bình mà lời, và chính là Linh Mục Nguyễn Sang đi giảng dạy và hát những cái bài hát đó, và ở đây là bạn ấy nói rằng hầu như tất cả các quốc gia trên thế gian này hát bằng tiếng Anh đều hát những bài hát đó, trong khi đó có đâu khoảng 17 cộng đoàn lớn nhỏ tại Việt Nam cũng luôn luôn hát cái bài ca này, với tổng số 172 tu sĩ khấn chọn trong 103, trong đó có 64 linh mục khấn tạm là 55, và các nước khác là hát bằng tiếng Anh, là cũng hát cái bài ca hòa bình này khi vào các buổi coi như là ngày lễ. Thì các bạn biết rằng là hầu như tất cả trên thế giới họ đều hát bài ca hòa bình. Có nghĩa là họ mong muốn gì? Có nghĩa mong muốn cả thế giới có một sự bình yên hòa bình đến khắp nhân gian. Họ không muốn có trong một cái xã hội có những người xấu xa thế nọ thế kia nữa. Thì chính những cái điều mong muốn này có thể là tái hiện qua cái câu chuyện của bác sĩ Trần và câu chuyện chuyện tình xứ La Phong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.